Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới của em ra cho mọi người coi ạ. Hôm nay em lên cho mọi người một chiếc áo M65 hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ nhé. Chiếc áo này là chiếc áo màu xanh ô liu, hàng sản xuất năm 1978, hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ. Độ mới của nó thì đã qua sử dụng và độ mới xuống màu rất là đều nhé, không dơ bẩn gì ạ, nó xuống màu rất là đều đẹp, màu gọi là màu lĩnh trận đấy ạ, không phải màu bạc trắng đâu, nó là màu ô liu nhưng mà nó xuống màu một chút ạ, rất là đẹp, không đủ rách gì, dây rút đầy đủ, miếng dán vẫn còn chưa bị xù nhé, miếng dán vẫn còn rất là đẹp, hàng không dơ bẩn gì, rất là đẹp nhé, vải dày hở ngang. Vải dày rất là đẹp ạ. Cái lớp gấp này của nó cũng đều màu nhá, nó không bị kiểu lệch màu đâu ạ. Lớp gấp tay áo, áo đều màu, sạch. Cúc bấm vẫn còn ok luôn, không ảnh hưởng chút nào. Khóa nào, khóa Scoville đuôi cá nhá. Sản xuất năm 78, size small shop. Rất là đẹp. Đầu khóa vẫn chưa bị tưa. Vẫn rất là đẹp nhá. Khóa Scoville, cả khóa cổ và khóa thân đều Scoville. Tem của nó thì hơi mờ một chút nhưng nó là size small shop, sản xuất năm 78 đấy. Rất là đẹp, đều màu, không nủng rách, mũ đầy đủ nhá, mũ em phải bỏ ra luôn cho mọi người xem cho đầy đủ, đằng sau áo rất là đẹp, chiếc áo này rất là đẹp nhá, người nào mà nhỏ nhỏ người mà thấp người mặc cái này là quá ok luôn. Cái này nó vai của nó tương đương là vai 50, dài của nó 75-76 nhá. Những anh nào tầm 60-58 này, 58-68 kg và cao 1m7 quay lại là vừa, mét 6m7 là vừa. Và từ 58-68 kg mặc là ok, rất là đẹp, không nỗi nằm nủ rách gì gọi là quá đáng. Còn áo, chiếc áo này đã qua sử dụng rồi thì nói chung như thế này là quá đẹp luôn, rất là đều màu, chứ để mà bảo là soi từng chi tiết, từng gọi là tỉ mỉ một từng tí một thì thật sự là rất là khó, vì đã qua sử dụng rồi mà gọi là áo chiến trận ấy, thì nó không thể nào mà gọi là hoàn hảo 100% được. Nhưng mà chiếc áo này thì nói chung là để sử dụng thì quá đẹp luôn, màu quá đều, quá đẹp. Cái lót áo của nó là áo vải buclin nhá, không phải vải caro. Vải buclin, lót áo vải buclin thì bao giờ cũng đẹp hơn và nó dày hơn. Rất là đều màu nhá. Ok luôn, dây rút đầy đủ nhá mọi người. Chiếc áo này là em đặt cho nó là mã 01 nhá. Anh nào thích thì chốt thì báo mã là 01 giúp em nhá, cho đỡ bị nhầm lẫn, bởi vì em có nhiều chiếc em đăng lên và em cũng bán rồi. Nhiều khi là gửi nhầm. Anh nào muốn mua chiếc này thì báo cho em mã 01. Giá em bán chiếc áo mã 01 này là giá 3 triệu. 3 triệu cùng với phí vận chuyển nhá. Anh nào thích thì liên hệ em qua số điện thoại 0378 050 027. Và em lưu ý là anh nào cao tầm 1m7 quay lại đấy nhá. 1m6 1m7 và nặng từ 58 đến 68 kg. Đấy là khoảng như vậy thì liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027 hoặc kết bạn Zalo 0378 050 027 để em gửi hình ảnh cho mọi người coi hoặc gọi video trực tiếp cho mọi người coi. Rồi, giá em bán là 3 triệu, anh nào thích thì liên hệ với em ạ. Rồi em xin kính chào và cảm ơn mọi người ạ.